Ok, hai chào bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập một cái setting mà chơi được cái tựa game PUBG Mobile trên những cái PC và những trên laptop có hình yếu. Thì mình rất cảm ơn các bạn Phan Mai đã ủng hộ mình trong thời gian qua ha. Bạn recommend cũng là comment rất là nhiệt tình. Mà mình cũng xin lỗi tại vì là thời gian qua mình bận quá. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn cái setting mới của mình. Nhưng mà trước khi đi vào cái setting mới đó thì mình sẽ đưa ra một vài cái lưu ý cho các bạn để khi chúng ta biết là cái cấu hình chúng ta có thể chơi được cái tựa game này không, cho team PUBG Mobile mà đã lập thành hay không ha. Thì đầu tiên mình sẽ đưa ra đây là những cái lưu ý, mình làm hẳn một cái slide cho các bạn. Thì đây là năm cái lưu ý mà để các bạn có thể chơi được giả lập PUBG Mobile bằng cái giả lập của Tencent Gaming PUBG, cái hình biểu tượng của cá heo nè. Thì đây là năm lưu ý về cấu hình ha. Thì cái lưu ý đầu tiên là CPU các bạn phải có ít nhất là 4 nhân thật. Thì làm thế nào để biết con CPU của bạn có bao nhiêu nhân? Thì cái này đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào disk PC nè, lấy chuột phải vào chọn property, sau đó các bạn lấy cái tên của con CPU, ví dụ cái tên con CPU của mình là i7-4810MW thì các bạn sẽ vào trình duyệt và các bạn gõ cho mình là i7-4810MW chẳng hạn đó. Rồi các bạn vào trang ark.intel.com, các bạn sẽ xem thì ở đây họ để đây số lỗi là 4, số lỗi có nghĩa là số nhân, số lỗi là 4. Cái luồng các bạn không cần quan tâm, các bạn không quan tâm số lỗi cho mình. 4 lỗi là ok, là các bạn đã qua được điều kiện đầu tiên là các bạn có thể chơi được game, chơi được giả lập rồi, có thể là chơi được rồi đó, có thể thôi nha. Rồi cái thứ hai, cái điều kiện thứ hai là RAM. RAM của các bạn ít nhất là phải 4GB trở lên và bắt buộc phải là RAM 3 nha các bạn. RAM 2 là không chơi được đâu, bắt buộc phải là RAM 3. Thì làm thế nào để xem RAM? Cái này quá đơn giản rồi, chắc các bạn biết rồi. Bạn cũng chụp phải vào disk PC chọn property thì ở đây nó sẽ hiện thông số RAM cho chúng ta, thì của mình đây là 8GB ha. Ok, thì nó là hai điều kiện đầu tiên, ít nhất là phải có 4 nhân thực và ít nhất là 4GB trở lên. Và cái điều kiện thứ ba là các bạn phải có OSD và các bạn phải cài game lên ổ SSD. Thì cái này á, khi mà chúng ta tải cái giả lập Tencent PUBG về, khi mà chúng ta bấm Start, nó có các bạn để ý bên cái góc phải của cái nút đó, nó có cái mục là Browse. Các bạn chọn vào đó và các bạn chọn cái ổ SSD để cài game. Thường thì là cái ổ SSD sẽ là cái ổ C, ổ hệ điều hành luôn. Hoặc là bạn nào có nhiều hơn một ổ SSD thì bạn chọn cài lên ổ SSD đó để cho giúp cho nó load map nhanh hơn, thì FPS nó sẽ không bị drop ha. Các bạn lưu ý, đây là ba điều kiện gần như là bắt buộc, ít nhất là 4 nhân thực rồi 4GB trở lên và ít nhất các bạn phải có cho mình một cái SSD và cài game lên trên cái SSD đó. Tiếp theo là PC hoặc laptop của bạn có card đồ họa rồi. Cái này thì không bắt buộc, có thì tốt, không có không sao, nhưng mà mình ưu tiên cho các bạn là nên có card đồ họa rồi. Nên có, chúng ta nên có card đồ họa rồi. Tại vì khi mà có card đồ họa rồi thì nó sẽ gánh một phần cái đồ họa cho cái con CPU. Có thể là con CPU của bạn có card đồ họa thích hợp nhưng mà nó không có đủ mạnh, thì có con card đồ họa rồi nó sẽ gánh bớt một phần cho đó, FPS nó cũng sẽ tăng được chút xíu. Nó không đáng kể nhưng mà cũng tăng được chút xíu. Rồi, đây là cái lưu ý cuối cùng. Lưu ý này dành cho những bạn chơi game trên laptop. Ví dụ những laptop gaming hoặc những laptop gì đó, các bạn chơi không biết như thế nào nhưng mà các bạn phải luôn cắm sạc giúp cho mình. Nếu mà các bạn chơi game mà chỉ bằng pin thôi thì nó con CPU nó không đạt hiệu năng tối đa, dẫn đến là FPS các bạn sẽ drop. Do đây là cái game giả lập, nó sẽ ăn CPU nhiều hơn là GPU. Các bạn nhớ cho mình nha, nó sẽ ăn CPU nhiều hơn là GPU, cho nên các bạn bắt buộc phải cắm sạc trong lúc mà chơi game ha. Rồi, thì đây là năm cái lưu ý và các bạn quan tâm với mình là ba cái lưu ý đầu tiên là ít nhất 4 nhân thực, ít nhất 4GB và có SSD, cài game lên trên SSD đó. Còn hai điều kiện còn lại các bạn có thì tốt, cái điều kiện mà có card đồ họa rồi có thì tốt, không có cũng không sao. Còn điều kiện thứ năm là các bạn là chơi laptop là bắt buộc phải cắm sạc cho mình. Rồi, các bạn cứ nhớ vậy đi. Giờ mình sẽ vào cái phần setting cho bạn xem. Thì vào xem mình đây là cái giao diện của cái giả lập Tencent Gaming PUBG. Các bạn chắc cũng quen với giao diện này rồi. Các bạn click vào cái dấu ba gạch trên đây nè, góc phải màn hình nè, chọn setting thì nó hiện lên chúng ta một cái bảng. Thì ở phần engine á, các bạn sẽ ở phần basic các bạn không đụng gì hết nè, như lần trước thôi các bạn không đụng nhé, để nguyên cho mình. Phần engine á, các bạn dòng đầu tiên là rendering, các bạn chọn cho mình smart mode, nghĩa là chế độ thông minh. Rồi các bạn bỏ cái này nè, bỏ cái việc mà tối ưu cái GPU gì đó, cái nó không các bạn bỏ cho mình cái này. Và cái anti aliasing nha, các bạn chọn cho mình balance. Memory các bạn nhận chọn là 4GB, maximum giả sử là mình chỉ có 4GB thôi, các bạn chọn maximum. Processor các bạn nhận chọn là 4. Và cái resolution này rất là quan trọng, cái độ phân giải.
các bạn phải chọn đúng cái độ phân giải của cái màn hình các bạn đang sở hữu. Thì làm thế nào để biết cái độ phân giải của màn hình các bạn? Cái này cũng đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào trong cái phần là tìm kiếm, các bạn gọi cho mình là display setting. Thì ở đây mình sử dụng hai màn hình, cái màn hình chính của mình để chơi game là màn hình số 1. Thì bạn kéo xuống ở đây nó có hiện là 1920x1080. Đây là độ phân giải là Full HD. Đó, các bạn chọn đúng cái độ phân giải này cho mình. Thì đây mình chọn chưa đúng nè, mình sẽ gắn lại là 1080 ha. Còn DPI mặc định người ta nó để là 160, các bạn chọn lại cho mình là chỉ 120 thôi. Còn hai cái này là playback recording các bạn không quan tâm ha. Tiếp theo là phần game, các bạn chỉnh cho mình xuống là SD720 Default Gaming Resolution, chỉnh cho mình xuống phần này. Và tiếp theo là display quality, các bạn chọn là smooth thay vì HD như ở cái tùy chỉnh trước. Rồi các bạn save lại. Vậy là xong. Vậy là cái setting mình làm cho những cái bạn nào mà máy cấu hình yếu. Tuy nhiên là yếu nhưng các bạn vẫn phải thỏa mãn cái điều kiện tối thiểu lúc nãy mình nói là 4 nhân thực, 4GB RAM, ít biến 4GB RAM DDR3 trở lên và có SSD và phải cài game lên nổi SSD ha. Rồi, vậy là mình đã làm cho bạn một cái setting mới. Các bạn bây giờ cứ thử đi, thử cài đặt cái setting mới này lên cái máy tính, cái PC của bạn để xem là nó có chơi được hay không. Nếu mà chơi được thì mình sẽ chúc mừng, còn nếu mà các bạn chưa chơi được thì có thể quay lại comment để mình sẽ tìm cách mình mượn hoặc là mình build một cái PC nào đó tương tự để giúp các bạn có thể chơi được ha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.